Cùng anh ấy làm gì khi anh ấy mua được một không anh? Anh thưa các bạn, chào mừng các bạn đến channel Lan TV. Và hôm nay các bạn nhìn mình bận đồ này là biết mình chuẩn bị mua nướng gì rồi đúng không? Nhìn mày bận đồ giống mấy thằng bóng á Lan TV. Mày ghi cái tựa là mua ngộ không mà bận đồ như thằng bóng là sao Lan TV? Ừ, không có giống chủ đề cho lắm nhưng mà tao cũng có sự chuẩn bị. Mày cũng phải khen tao chứ. Mày biết tao kiếm bộ đồ này khó lắm không? À, mày thấy màu sắc không? Trắng đen, áo trắng đen không? Còn cái này á, là tao lấy của má tao nè. Rồi cái áo ba lỗ này tao lấy của ba tao nè. Còn cái này là của tao nè. Tao bờ ghép lại thành bộ đồ, mày thấy không? What? Nguyên cái người tao là nguyên cái gia đình luôn á. Mày nói trên cái bộ đồ của mày á là nguyên cái gia đình mày đúng không Lê TV? Mày thiếu một món á Lê TV. Vậy? Thiếu cộng dây xích của con chó Tiger nhà mày á Lê TV. Sao mày không đeo vô luôn đi? Dạ, xích bà già mày. Ờ mày nhắc tao mới nhớ bữa mày lấy mày xích bà già tao đó. Mẹ quần. Tao xích mày luôn bây giờ. Mày im đi, mới đầu nè. Bây giờ còn 2.000 tiền nữa là sẽ đủ mua. Mình sẽ chơi trong vòng 1-2 trận. Mình sẽ bắt đầu mua tướng ngộ không. Mình sẽ test. Còn nhiều tình huống hay xảy ra ở phía sau. Các bạn nhớ đón xem hết clip. Rất là hay, không uổng công các bạn xem đâu. Action. Chuẩn bị nó tạt nhìn nè. Chúng rồi, chết rồi con, lần này là chiến công đầu rồi. Ta sẽ gánh thêm, giành lại tiến thắng cho đồng đội. Chúng cái nữa, chắc chắn chiến công đầu rồi. Này thì chiến công đầu gánh thêm cho đồng đội nha con. Tao tha cho nó thôi. Này tha cho nó rồi, khoác lát. Công chúa ngủ trong gần nữa cu. Chết rồi. Yeah baby. Giết anh nè, nhảy qua là cù. Yeah. Thằng Tăng chạy ghê, Tăng chạy. Phóng, dính. Yeah. Ok man. Woo. Chết mày rồi con, anh đứng ngoài anh xả vô thôi. Kìa. Manga. Mày định giết hai mạng cho mày chạy hả? Chết mày rồi, dính. Dính rồi. Phóng dính chim. Nó đâu rồi? Anh giết nó đi. Đang giết cái thằng đang kiếm nó nè. Từ từ. Lấy TV đừng thể hiện với em gái. Mày đâu rồi? Kìa có thằng chỉ mày kìa, nó bên trên bản đồ kìa. Tao thấy rồi. Chết mày. Này thì kiếm manga, giết manga để thể hiện cho em gái coi quê. Tao chết là tại mày á. Mới đầu tao kiếm nó không có trong trụ là tao biết nó trong cái bụi này rồi. Tao quay lại tao kiếm. Mày mới kêu á là ơi có thằng binh ở trên bản đồ, tao mới chạy ngược lại đó. Tại mày á. Tại mày á Lê TV. Tại mày có. Em tao ngồi kế bên nè, nó là em tao á, tao hỏi nó nè. Tại ai bố anh? Tại ai? Bố anh nói đi, bố anh nói cho nó biết. Cho nó nhục cái mặt nó. Tại ai? Tại bố anh. Tao không biết nó em mày hay em tao luôn á thầy. Trên trái đất này ai cũng phải nói tao vậy. Tại ai? Tại bố anh. Haha, lần này tao phải trả thù thằng AD. Chết mày rồi. Ủa gì vậy? Sao mỗi lần mà tao muốn đánh nó, tao găng nó là có đứa ra phụ nó vậy? Ủa sao mày đứng yên vậy Lê TV? Đứng tao chọc quê nó chứ làm gì? Này thì đứng chọc quê thua luôn. À thì tao mua những đôi vàng nè. Pha găng đầu tiên mở hàng cho trận đấu này. Chuẩn bị. 3, 2, 1, go. Bắt đầu, báo sức gì vậy? Haha, pha đầu tiên găng mở hàng chạy về tỉnh bơ luôn. Thôi chứ sao. Ê, cứu đồng đội còn Lê TV. Ok đồng đội để tao. Mày dám giết đồng đội tao hả? Đồng đội là của tao. Cố lên, lại cứu đồng đội, cứu thanh niên, cứu thanh niên. Thanh niên ơi, chết mẹ thanh niên không qua nổi cơn sống sót này rồi. Thấy mẹ rồi, xin lỗi thanh niên. Cứu Violet. Violet ơi, cố lên, tôi cứu bạn nè, phóng, giết. Ê, Lê TV, mày có để ý là mỗi lần mày muốn cứu thằng nào là thằng đó chết trong Lê TV? Phóng. Ở đầu tao phóng thằng Tăng mà dính thằng biết mày. Chết mày rồi. Này thì ngộ không hả con? Nè nè, chuẩn bị nhảy nè, nhảy. Ha, tao biết trước nó nhảy rồi. Rồi, cái trụ này không xong rồi Lê TV ơi. Này thì không xong nè. Ha, còn một giọt cái trụ. Chết tụi bay rồi. Yeah, quá mạnh. Nè, tao chuẩn bị bắn nè, bắn chúng là có bầu nha con, bắn. Hụt. Bắn hụt vẫn có bầu mày. Yeah. Pha hồi nãy bắn hụt, pha này ta sẽ gỡ lại để cho mày coi. Tao là cái loài gì này, chuẩn bị hung dính à, gỡ lại pha hụt vừa rồi. Mày đâu, mày bắn. Này thì bắn hụt gỡ lại. Ý mẹ rồi.
Làm sao mà chết được? Tao không bao giờ chết. Mày không bao giờ chết. Tôi giận rồi, tàn thua không? Giờ để tôi chơi chung với mày cho lên TV. Ok, phụ tao đi. Anh em cùng tiến nha. Tao găng giùm mày pha đầu tiên nè Tàn. Rồi, cảm ơn mày nha lên TV. Tao găng này thêm lần nữa là Tàn. Ủa sao mày chạy về lên TV? À, chắc nó phát hiện ra tao mày ơi. Ê, à, cứu tao Tàn. Ok bạn Hiền. Á đậu, cứu mày mà tao chết luôn á. À, xin lỗi bạn Hiền. Lần này để tao gỡ lại, tao cứu mày cho Tàn. Thôi, để đậu, tao cảm ơn mày luôn Lê TV. Mày cứu tao là tao chết hai thằng luôn á Lê TV. Xin lỗi bạn Hiền. Tao mi chắc thua quá Lê TV ơi. Không có thua đâu mày ơi. Tao sẽ cố gắng gánh đội hình trên vai. Thấy mẹ mày rồi. Yeah. Lăn vô trụ. Má đậu, sao mày lăn vô chổng gì vậy lên TV? À, máu lên não chưa rút xuống được. Thì lăn vô rồi, bây giờ lăn ra có gì đâu mà sợ. Này thì không có gì đâu mà sợ, hai thằng đứng nó canh mày cực con. Chết rồi lên TV, giờ tụi nó mạnh quá sao, lên TV sắp thua rồi. Không sao, cố lên, còn có cơ hội thắng mà. 5-5 mà. Cố lên, còn cơ hội mà, đừng lo, cố lên. Còn cơ hội, cố gắng đi, cố gắng. Má đậu, video né tao rồi. Thấy mẹ rồi, chắc thua rồi mày ơi. Này thì nãy mày kêu còn có cơ hội, giờ mày kêu chắc thua rồi. Thì view lé tao rồi thua chứ sao vậy? Cố lên lên TV, tao tin mày làm được. Mày á, cố gắng 4-5 phải thắng được. Ngộ không trên đường tới, ngộ không. Đó rồi, chạy đi lên TV. Tao chạy ra. Chứ mày đồ con trâu, nó chụp đầu mày, nó chuẩn bị giết mày kìa. Rồi, tao thấy rồi. Thế tao vòng ngược lại. Yeah, 4-5 mà thắng rồi. Sau khi chiến thắng lọi ngược dòng trận đấu 4-5 đẳng cấp của mình, Lay TV và Kakashi tiếp tục cuộc hành trình để phục vụ. Ý lộn, Lay TV tiếp tục cuộc hành trình mua ngộ không của mình. Nhưng anh ấy nhìn lại tiền của mình thiếu tới tận 1.000 vàng và phải chiến đấu tiếp tục 10 trận. Điều đó làm anh ấy thấy nản. Anh ấy quyết định mua một vé kho báo để quay kho báo, để may ra được 1.000 vàng hoặc là một viên đá quý để mua luôn ngộ không. Và anh ấy, xin thưa với các bạn, anh ấy quay chật lứt, Lay TV bán hai hòn bi của mình. Và anh ấy nhìn lại số tiền của mình. Ô, chỉ còn thiếu 150 vàng nữa thôi là anh ấy có thể mua được ngộ không. Ủa vậy nếu tao thua thì sao Tàn? Và nếu Lay TV thua thì Lay TV phải đấu thêm một trận, tổng cộng là 2 trận. Và nếu thắng thì chỉ cần đấu một trận là sẽ mua được ngộ không. Vậy trận đấu này tao sẽ cố gắng thắng, gánh tem để tao mua được ngộ không, khỏi đấu thêm một trận nữa. Và sau câu tuyên bố của mình, Lay TV, nhà anh ấy trở thành sân bay. AD bên tem kia quá mạnh, nhưng anh ấy không tuyệt vọng. Anh ấy đánh như một vị thần. Anh ấy phóng, anh ấy xỉa. AD tóc biến và anh ấy phóng, quá ngoại ngục. Thêm một pha lội ngược dòng, Lay TV đã đủ số tiền để mua ngộ không, vị tướng yêu thích của mình. Anh nói vội vàng vào cửa hàng mua ngộ không. Yeah, tôi mua được ngộ không rồi. Và cuối cùng anh ấy làm gì? Khi anh ấy mua được ngộ không, anh ấy làm gì? Và anh thưa các bạn, anh ấy chọn lộn tướng và anh ấy chơi tiếp tục một trận đấu con thỏ. Anh ấy cố gắng đấu nhanh nhất có thể để chiến thắng trận này. Anh ấy khao khát được test tướng ngộ không. Và anh ấy cũng đánh như một vị thần. Anh ấy bắn như một vị thần. Chính nhờ sự nôn nóng muốn test tướng ngộ không, anh ấy đã giành thắng cuộc ngoại ngục rất là nhanh. Để test tướng ngộ không, cơn thèm khát test tướng ngộ không của anh ấy lên tới vượt bậc. Và trận đấu này, anh ấy đã được test ngộ không thưa các bạn. Yeah, tao cầm ngộ không rồi, tao sẽ cố gắng gánh tem ngộ không muôn năm. Và sau khi câu tuyên bố vừa rồi, anh ấy lại tiếp tục đối diện với mức thua cuộc. Nhà anh ấy thành cái sân bay thưa các bạn. Không, tao sẽ không bỏ cuộc.
và anh ấy lại đánh như một vị thần. Anh ấy nhảy ra, nhảy vô, tàn hình, nhảy vô, xong nhảy ra. Và trong khi đồng đội mình chết thì anh ấy lui về. Và khi đồng đội của Lê TV thấy anh ấy chỉ có một mình, đồng đội anh ấy quyết định giúp anh ấy. Đồng đội anh ấy tiến lên, nhưng anh Lê TV lui về. Thế là đồng đội chết lẻn xẹt. Nhưng cuối cùng trận đấu Ngộ Không lại chiến thắng, thưa các bạn. Ôi, tỷ số thắng 100% luôn, làm sao vậy chị? Tao đi đây chị. Tao cố gắng lắm mới được tỷ số thắng 100% á. Tao cứ đi gần là thắng, tao đi gần là thắng, tao gánh tem, hiểu không? Ừ, mày cố gắng lắm vậy luôn hả? Rồi có đứa tranh gần mày rồi sao mày thắng? Thì nếu mà có đứa tranh gần thì... không sao. Cố gắng xíu thôi là thắng thôi. Mày tự tin tới vậy luôn? Ừ, tao đã đạt tỷ số thắng 100% mà có một đứa tranh gần nhầm nhò gì đâu. Vẫn thắng bình thường, chứ đẳng cấp gánh tem, hiểu không? Ê, nghe nói nguyên team nó tranh gần mày luôn, lấy TV ơi. Cái đầu mấy này quá đáng lắm luôn á. Làm sao thắng nữa? Này thì cố gắng giữ tỷ số thắng 100% hả con? Nhưng mà không sao, với một người đẳng cấp như tao, làm sao mà để tuột tỷ lệ thắng 100% được. Tao sẽ cố gắng giữ tỷ lệ thắng 100%. Bây giờ tao có cách này. Làm sao vậy Lê TV? Tao sẽ năn nỉ tem kia cho tao thắng, chứ tao không có muốn gớt tỷ lệ thắng đâu. Tao cố lắm luôn rồi đó. Ở Lê TV, Yuka bên tem kia là fan của mày kìa. Vậy là Yuka là bên fan tao, vậy là nó sẽ giúp đỡ tao giành chiến thắng. Vậy là trận đấu này là trận đấu 6-4, vậy là có cơ hội thắng rồi. Yuka nó kêu chào em đi, anh là ba kìa, mày chào nó đi. À, chào em. Nó vừa chào tao là nó giết tao vậy hả? Vậy sao thắng? Ừ đúng rồi, Lê TV fan là fan, còn giết là giết à. Vậy luôn. Anh có quay clip không? À, anh quay tay. Ê Tàn, tao mới nghĩ ra cách này là Tàn. Bây giờ tao bị cướp gần nhiều đúng không? Bây giờ tao sẽ qua gần đối phương, tao cướp. Vậy là không có ai tranh gần với tao rồi. Ai đù thông minh vậy Lê TV? Cái thằng gần bên mày nó đi theo mày kìa. Ở đâu, đi qua đây farm gần thì cũng đi theo cướp luôn á. Vậy sao tao farm tao có tiền, tao gánh tem. Tiền cái tình luôn chứ. Ồ mày nhắm mày cướp lại nó không? Sao hả? Ồ mất mẹ con chim. À, có một mình tao hả? Con rồng nhỏ thì thôi, tao sẽ ăn con rồng, có tiền rồi, có tiền rồi. Nãy giờ mới ăn được con rồng à. Hết mana rồi sao ăn rồng? Thì tao quay về mana tao ăn, tao quay về con bùa xanh tao ăn mana, xong tao quay lại tao ăn rồng tiếp. Thông minh quá ha. Yeah, không có ai ở trong bùa xanh, tao ăn được bùa xanh rồi. Này thì bùa xanh một mình, đồng đội không cướp thì tem kia nó tới nó cướp. Ôi thì bức quá, tao đi về, tao hồi mana lại, tao ra tao farm tiếp thôi. Này thì biến về mà hồi mana nó giết luôn rồi sao biến về? Oh no. Ê Yuka kìa Lê TV. Này Yuka, nãy giết tao hả, nãy giết tao hả? Tao ăn được Yuka rồi, quá đẳng cấp. Rồi sắp chết luôn. À, làm sao mà chết được? Chết mất tiêu luôn ha. Mẹ nó nhỏ dí trời. Tao mới nghĩ ra cách kiếm tiền tiếp theo. Là tao là tướng sát thủ, tao sẽ đi bắt mấy con AD. Tại tao là chùm bắt mấy con AD mà, Ngộ Không là chùm bắt mấy con AD mà, mày hiểu không Tàn? Tao canh được vừa nói xong là canh được con AD rồi. Chết bây giờ con, gặp sát thủ là AD làm sao mà sống nổi á. Sao nó xanh dữ vậy mày? Chứ sao, nguyên tem mày viết nãy giờ nó xanh quá trời kìa. À, sau khi bị con AD bên tem kia giết, tao có cách thắng tiếp theo rồi. Chỉ cần tao nuôi AD tao xanh thôi là sẽ thắng, không bị gớt tỷ lệ thắng. Yeah, tao sẽ bảo vệ AD. AD chơi hay nhất tem là sẽ thắng thôi. Tao sẽ bảo vệ AD. Yeah, bảo vệ thành công rồi. Quá đẳng cấp. AD ơi, tôi sẽ cứu bạn, không để ai giết bạn đâu. Thấy mở mày nè. Ha ha, thoát rồi nha con. Thắng rồi Tàn ơi, tao bảo vệ được AD rồi. Thoát rồi, đi về nhà hồi máu đi AD ơi. Công trình nãy giờ tao bảo vệ luôn á, tự nhiên cái nó chạy lên nó chết luôn à. Ai biểu bảo vệ nó đó. Cứu sắp bọt, cứu sắp bọt. Mày cứu nó hay là nó cứu mày vậy Lê TV? Tao cứu nó. Mày cứu nó mà nó chết hả? Tiếp tục cứu bộ. Ê Lê TV, mày có để ý là mày cứu đứa nào là đứa đó chết không Lê TV? Mày tào lao quá, định lý nào vậy? Nó trùng hợp thôi mày ơi. Cứu thằng AD kìa Lê TV. Không, không cứu nó mày. Ừ đúng rồi, mày không cứu nó là nó còn sống hay chưa, nó chạy về nhà được kìa.
Tao trả thù mày cái nãy là anh ra thấy mợ mày rồi. Mày ăn hiếp tao hồi nãy á, ba tao đã xanh rồi. Không mà anh ra không có thể ăn hiếp tao được. Ha ha, lên bảng đếm số. Thì lên bảng đếm số cũng có thằng đếm chung với tao chứ bộ. Có không phải mình tao đâu, còn có thằng John kìa. Thằng John nó nằm kế bên tao đó, tướng đẹp không? Tao thấy con mình mày đếm số à, Lady B nó đếm xong rồi. Sau khi đếm số xong, nhờ tình đoàn kết, Lady B và cùng đồng đội của mình đã chiến thắng ngoại ngục. Sau khi dồn hết tiền lên 5 cái chi hồn, Lady B đã chiến thắng ngoại ngục và giành thắng lợi, giữ được tỷ lệ thắng 100%. Ban đầu là 23 trận tỷ lệ thắng 100%, bây giờ đã lên tới con số 24 và tỷ lệ thắng vẫn 100% thưa các bạn. Này thì cười, thằng John nó bắn một cái thôi muốn đùn ra quần luôn. Nó hên đó mày ơi. Chạy thấy mợ luôn kìa. Nó hên đó mày ơi, bây giờ tao đi găng tem á nè, tao lên top tao găng nè. Thấy mợ tụi bay rồi. Ha ha, mới đầu tưởng có một thằng hả con, nó núp trong bụi. Sao đông dữ mày? Tao ra tao giết thấy mợ mày nè John. Ha ha, lại bắn lên tư chúng mày nha con. Mày hên dữ mày. Này thì coi bây giờ mày có hên được không nha. Ha ha, nó về chủ mất tiêu luôn rồi nha Lê TV. Tao núp nè con, để coi mày về chủ tao vẫn giết mày được. Tao canh nè, nó ăn xong quái mít rồi chắc chắn nó sẽ vô rừng. Tao sẽ đứng trong bụi tao canh. Thấy mợ mày rồi. Lê TV tiếp tục núp trong bụi rậm. Nó tiếp tục vô chủ nha con. Này thì vô chủ á, để coi mày hên nó mất nào. Bây giờ tem tao ăn kinh công là tem tao thắng nè con. Này thì bắn anh Ti hả? Nghe nói nó bắn dính con kinh công luôn ở Lê TV. Nó hên đó mày ạ. Nó đập bể nhà mày rồi chứ hên. Nhờ sự quyết tâm giành tỷ lệ thắng 100%, Lê TV tiếp tục chiến thuật đẩy trụ lén. Và cuối cùng anh ấy lại chiến thắng vang dội. Vừa đúng lúc full 5 cái chi hồn. Giữ vững phong độ, Lê TV tiếp tục đánh những trận tiếp theo. Và anh ấy đánh như một vị thần. Anh ấy đánh, anh ấy xỉa, anh ấy trở thành truyền thuyết. Chạy. Ủa sao mày chạy vậy Lê TV? Tao ít máu nó, tất nhiên tao phải chạy rồi. Tao để hồi chiêu tao quay lại đánh nó tiếp. Rồi mày làm gì Lê TV? Tao tàn hình lại đập nó chứ gì. Ở đâu nó còn một giọt, nó chạy kìa. Tao đợi tao hồi tàn hình đi con, là cho nó chết. Nó dụ tao á, nó tưởng tao chạy lại, nó sẽ kéo tao, nó giết tao. Tao sẽ giết trước. Tàn hình muôn năm. Sau một chuỗi liên tiếp những trận thắng liên tục, Lê TV vấp phải một trận đấu rất khó khăn. Liệu anh ấy có giữ vững phong độ giành tỷ lệ thắng 100%? Các bạn hãy đón xem trận này. Lê TV nếp trong bụi rậm, đợi gần đối phương đi ngang, anh ấy nhảy ra, vòng lại sau lưng, găng mít. Quả là một pha rất thốn cho anh mít. Anh mít tưởng rằng gần mình găng giùm, nhưng không ngờ gần mình đi luôn. Lê TV tiếp tục farm, và anh ấy chạy xuống đường bot. Anh ấy giúp đỡ đồng đội của mình, giải thoát cho đồng đội của mình. Lại thêm một mạng nữa dành cho Lê TV. Sau khi găng giúp đồng đội của mình, anh ấy tiếp tục farm và chạy lên mid. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Các bạn hãy đón xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mid bên team đối phương băng chủ, giết mid của đội Lê TV. Sau khi hết máu, anh ấy chạy, tưởng găng đã chạy thoát. Nhưng Lê TV lón gán dọc qua phía sau. Anh ấy ấn ti, thế là mid đối phương thêm một mạng nữa lại lên dĩa. Ấy lại tiếp tục farm. Và chạy ra mid, găng thêm một lần nữa. Lại một lần nữa thuận lợi cho anh ấy. Anh ấy giết được Violet, trở thành siêu việt. Anh ấy tiếp tục ăn gọng mắt ám. Tưởng rằng giai đoạn đầu quá thuận lợi cho anh ấy để giành thêm một trận thắng tiếp theo. Nhưng bất ngờ còn ở phía sau. Sau khi găng Violet ở trên mid, Lê TV tiếp tục xuống bot giúp đồng đội của mình, giải thoát cho đồng đội của mình khỏi Zuka. Zuka băng trụ, định giết Lê TV. Lê TV NT. Sau khi giết được Zuka, anh ấy cười. Sau đó anh ấy lại khóc. Chết nữa rồi. Không sao, anh ấy lại nói. Nhưng không sao, đồng đội tao sẽ giết thằng đó để thêm một mạng xích bọt cho tao nữa. Cố lên, tăng ra. Sau khi kết thúc câu tuyên bố của mình, Violet bất ngờ xuất hiện. Ở đâu thấy mẹ còn không được mạng xích bọt rồi á. Còn đúng một giọt luôn chứ. Kể từ đó, Lê TV tiếp tục thua liên tục. Violet xanh, AD xanh. Tiếp tục combat thất bại liên tục. Sau một hồi, nhà anh ấy trở thành cái sân bay. Thấy mình sắp thua, anh ấy mới nghĩ ra một cách. Tao sẽ đi bắt lẻ giống như trận hồi nãy. Bắt lẻ để giành chiến thắng. Tao sẽ bắt KD rồi à, tao bắt được nó rồi. Thằng nào bị bắt lẻ vậy Lê TV, mày hay nó? Nhà anh ấy thành cái sân bay đúng nghĩa. Lính siêu cấp đã ra. Anh ấy có thể chiến thắng không đây?
Tao sẽ không bỏ cuộc, tao sẽ ăn gồng hắc ám để cân tiền lại cho đồng đội để thắng được. Vừa nói xong gồng hắc ám lại bị cướp. Nhưng với nghị lực muốn chiến thắng của mình, Lan TV và đồng đội nhờ tình đoàn kết, không chịu bỏ cuộc, không đầu hàng, đã giành chiến thắng ngoại ngục, giữ vững tỷ số thắng 100% thưa các bạn. Chết. Tóm chết chắc rồi, tóm còn cái nửa cây máu à. Tiến công cần hỗ trợ, lên top găng. Dẹ chết top rồi. Này thì găng hả con, thằng Triệu Dân nó lên top rồi kìa. Cái đậu, sao thằng Triệu Dân nó biết hay vậy mày? Không sao, bây giờ tao sẽ vô cướp gần nó. Nó lên top đúng không? Tao không giết được top thì tao vô tao cướp gần. Đồ thông minh vậy ta. Thằng Mít nó vô kìa con. Thằng Mít vô gần làm mẹ gì á. Thì có gì đâu, cướp không được thì đi về. Này thì đi về, nó mua lại nó đập cho con. Mày hả Triệu Dân chết mày là con, mày dám giết bồ tao hả? Mày giết bồ tao hả? À, Triệu Dân chết rồi. Bây giờ tao vô tao cướp gần được rồi. Hồi nãy tao cướp không được, lần này tao mới biết này tao cướp được. Mày còn 78 máu. À, cướp được rồi. Mày thấy chưa Toàn, mày khinh tao nữa đi, mày khinh đi. Tao cướp được gần rồi đó. Mày hả? Mày giỏi. Bây giờ lá bùa xanh là của thằng bạn yêu rồi đó, Lê TV. Triệu Dân nó xanh lè rồi kìa. Không sao, đừng phiết nữa nha anh em. Nói luôn, nó trở thành siêu việt rồi kìa. Không sao, mới siêu việt thôi, anh em đừng cố gắng, đừng phiết nữa. Nói là bá đạo luôn, Lê TV. Lần này tao phải cố gắng đập trụ mày á con. Một thằng Triệu Dân xanh không là chết gì hết. Chết con. Làm sao mà chết được. Không sao, Triệu Dân chứ mới bá đạo thôi mà, làm gì ghê vậy? Tao gánh được hết. Có điện thoại nữa, Lê TV. Không sao, tao sẽ cố gắng đi ăn gần đi gỡ lại. Năng mẹ nó hết gần rồi sao mày gỡ lại. Vậy bây giờ không còn nước nào thắng ngoài bắt lẻ hết. Chết rồi con, đi lẻ mày, giết nó đi. Ta ga, cố lên ta ga. Mày bắt lẻ hả mày? Ở đâu cũng có một Triệu Dân thiệt luôn chứ. Nó chạy không gặp tao là nó phải chạy thôi. Nó không có làm được gì hết á. Mày thấy nó xanh lè, nó trở thành huyền thoại luôn. Mà nó còn gặp tao, nó còn phải chạy, thấy không? Gớm không? Thì bây giờ nó chạy về, rồi tao vô tao cướp gần của nó cho nó thọt. Huyền thoại, tao sợ mấy huyền thoại quá. Có thằng thanh mẹ nó gọi chứ huyền thoại gì nữa. Tao sẽ bắt thằng AD của nó. Thằng biết nó bốp vô vậy rồi, sao mày bắt thằng AD? Mày không chịu né. Cái anh ti đó làm sao mà né? Nó hút là nó hút vô hết, sao né? Tao là chùm né luôn á. Thử nó quất chiêu khác coi, tao né tao coi. Ê, liền nè. Chiêu khác né cho coi. Ủa thì né không được thôi, chứ có chết đâu. Chết con, chết đâu. Hết máu rồi sao không đi về? Mày không thấy thằng Triệu Dân đang bị thằng Triệu Dân kia bắt hả? Tao chỉ hy vọng thằng Triệu Dân này xanh thì mới thắng thằng Triệu Dân kia đó. Rồi ngu chết luôn kìa. Ít nhất tao cũng cứu được thằng Triệu. Rồi chết hết luôn. Làm gì chết hết. Nó làm gì chết hết. Hết thiệt luôn. Bây giờ là thằng Triệu Dân tao hết trông cậy được rồi, nó yếu quá. Bây giờ cái tem này tao chỉ trông cậy vào thằng Van Hiêu thôi. Thằng Van Hiêu nó mà gánh tem là... Này thì Van Hiêu gánh tem. Còn thằng ta ga mà, mày biết cái độ trâu của thằng ta ga rồi cái gì. Rồi thua luôn nha con. Rồi thua luôn. Rồi bể cái trụ lính siêu cấp ra cho con. Không sao, bể có cái trụ thôi mà làm gì ghê vậy. Cái trụ thứ hai luôn cho Lấy TV. Dứt, Lấy TV tuyên bố ra. Tao đã có cách. Wow, Lấy TV đã có cách. Cách gì để lên TV? Tao lên full song đao bạo tát. À đậu, cái đó là lên đồ tròn chứ không phải là cách thắng nha lên TV. Mày nhìn đi còn biết. Chính vì nhờ chiến thuật tào lao của mình, lên TV lên full tốc độ đánh, lên TV đi bảo trụ. Anh ấy là chiến thắng vang dội. Rồi, tao được MVP, tao diệt trụ nhiều nhất. Tao sẽ được MVP, tao tiêu diệt trụ nhiều nhất trong trận này. Sắp bọt nhiều nhất mới được MVP nha Lê TV. Kỳ á. Mày mới chơi Liên Quân hay gì? Ôi mày biết gì không Toàn? Biết gì? Lần đầu tiên tao chơi Liên Quân mà có đứa giúp tao đi gần á. Sao mày biết nó giúp mày? Thì nó chạy vô, nó đứng, nó nhìn kìa. Sao nó đứng yên nha mày? Cuối cùng nó đứng yên mà, nó đâu có giúp đâu. Thì nó không giúp thôi, tao giúp nó không hết. Mà mắc gì nó giúp tao chi, tao đâu cần nó giúp đâu. Miễn là nó đi lên top của nó đàng hoàng rồi. Nó đứng yên nát top luôn rồi Lê TV ơi. Trời vậy luôn á. Mày làm gì vậy? Trời, tao lo nhìn nó thì bị bắn, chậu bắn à. Ôi, hên là tao ngồi, tao né được á. Thằng quần này. Rồi ngu chết luôn.
Hên á, hên là nó di chuyển rồi đó. Thôi kệ, chết rồi mà hồi sinh lại. Quan trọng là cái thằng đó nó không có AFK được rồi. Tao thấy nó cử động rồi. Chứ chết rồi hồi sinh lại làm sao hết. Chứ AFK là 4.5 thua, mày hiểu không? Nghe nói mày vừa chết xong là nó vẫn đứng yên luôn đi TV à. Thằng AB đi top với nó xanh lè luôn kìa, siêu diệt kìa. Thôi cố gắng lạc quan, cố gắng đánh chứ sao giờ mày phải tin là mày thắng được, mày hiểu không? Nó đâu có xanh lắm đâu. Ừ thì đâu xanh lắm đâu. Công nhận nó xanh thiệt. Mà game này game đồng đội, có thằng xanh mà còn 4 thằng kia sao? Xanh hết luôn mày TV. Trời. Đánh gì á? Bởi vậy rồi lại có đứa chạy rồi. Thôi kệ, hai gần chia đôi ra, mỗi đứa phân nửa ăn, không gì hết á. Sao mày nói chia cho nó mà mày ăn bù xanh xong mày ăn luôn mạng kìa Lý TV. Lỡ tay thôi, qua đây cho nó ăn nè. Nghe nói mày có bù đỏ rồi mà mày vẫn chặt bù đỏ với nó, sao mày không cho nó ăn? Tôi định cho nó ăn rồi, tự nhiên tao lo nói chuyện chứ bộ. Thôi mà không sao, xíu có con bù xanh nó hồi lại rồi tao cho nó ăn. Nó nghĩ game mẹ nó ăn gì Lý TV. Xin lỗi nha, trận này chắc tao ăn cứt luôn rồi. Thì thua mẹ rồi. Nhưng cuối cùng, Lay TV đã xin lỗi đồng đội của mình. Và hai người tiếp tục cuộc hành trình gắn bó với nhau suốt chặng đường và giành thắng lợi một cách rất tuyệt vời. Đúng là một đôi bạn cùng tiến đó bạn. Ủa Lay TV, cáo trắng huyền thoại của mày đâu rồi Lay TV? À thúi quá, đem đi giặt rồi. Ủa núp trong bụi gặm làm gì Lay TV? Bắt lẹ. Tao tính hết rồi, lộn quá nè. Mày tao tính hết rồi. Ủa mày làm gì Lay TV? Mày coi nè, vừa không vừa? Không có gì vui hết. Chào tất cả các bạn, đây là giờ phút quan trọng của clip. Các bạn đừng bỏ qua nha. Hôm nay, như các bạn đã biết, Cheat Devil Gamer hay Virus và những YouTuber khác là được Geninda tài trợ cho Kim Sơn Tùng để test. Và mình cũng may mắn khi mà dấn thân vào Liên Quân thì clip đầu tiên của mình đã gần đạt 1.000.000 view. Nên Adu, được tài trợ Kim luôn. Nên hôm nay mình phải tự mua cái Kim này để test cho anh em coi. Ủa gì? Ủa sao đổi áo luôn rồi lên TV? À, cái bộ kia cũng thúi luôn rồi. Ủa sao mày bận cáo nào cũng thúi vậy? Ha ha, tao mới phát hiện ra một điều. Là tao bận cáo là vô nó cũng thúi hết á. Là do cái người tao nó thúi chứ không phải là do cáo. Đúng là giờ chưa đánh biết thua. Nó thấy ta test kim cái nó kêu chưa đánh biết thua. Thanh niên này chưa đánh biết thua. Thôi ta bắn chủ nó tan. Biến về. Này thì biến về. Gặp Violet. Làm sao mà tao chết được? Trời ơi, tao tính đến rồi. Nhờ con manga cứu mày không là mày chết rồi. Ồ, mày chắc không? Đâu cần cứu. Violet không là gì đối với tao á. Không cần manga cứu nha. Biến về. Này thì biến về, thằng Taga đứng nước anh. Ê, manga cứu tôi, cứu tôi. Hên quá, Taga nó không có đạp, sao nó giết nha. Này thì hồi nãy thì không cần manga cứu. Violet không là gì đối với mày. Siêu diện còn về đi. Không, tao không về, tao muốn trở thành truyền thiết. Băng trụ giết tiếp. Thấy chưa, truyền thiết đó, nãy tao mà nghe lời mày đi về là tao được truyền thiết đâu quá ơi. Thôi truyền thiết rồi đi về đi, đừng có băng trụ nữa. Không, mày tao tiếp tục băng trụ để trở thành bá đạo. Mày thì tham thì thầm nhưng chưa đánh biết thua. Nếu một bạn gửi thách thức cho Lay TV là nếu anh đập được 3 cái trụ, em sẽ donate cho anh 500.000 với điều kiện anh quảng cáo kênh của em. Cái trụ đầu tiên 500.000. Cái trụ thứ hai. Cái trụ thứ ba. Còn đúng một hit luôn chứ. Đây là mất 500.000, đổi lại Lay TV được 50.000 với điều kiện quảng cáo kênh của bạn. Anh em đăng ký kênh của Thanh Quận này ra. Á, xui ghê á. Ở trận đấu đặc biệt cuối cùng, đội Lay TV bị dồn vào ngõ cụt. Cái nhà thành cái sân bay. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đó chính là 5 thành viên của đội Lay TV núp vô bú trong nhà, chỉ chờ thua. Nhưng với tinh thần không chịu đầu hàng, đội Lay TV không còn cái nhà nào hết. Bên đội đỏ chỉ mới mất một cái trụ miếp. Còn bên team tao thì sao? Còn bên team Lay TV chỉ còn một cái trụ. Nhưng nhờ tinh thần không chịu khuất phục, không chịu đồng hàng, cùng tinh thần đoàn kết, vài lần tè ra quần,
nhà Lê TV cố gắng farm. Cần tiền. Ăn rồng. Cuối cùng, kỳ tích đã đến với team của Lê TV. Khởi đầu quá thuận lợi. Chết mẹ ơi, có gì đâu, chỉ mới là chết bản đầu thôi mà. Sau khi con tuyên bố chơi thì Lady Bee chết thêm một mạng nữa. Có gì đâu, mới chết có hai mạng thôi mà. Lại tuyên bố lại chết thêm một mạng nữa. Bây giờ ta tắt máy bay. Lộn, bây giờ ta tắt máy quay để ta tập trung hơn. Sau khi bật máy quay trở lại thì con số chết đã lên tới 8. Mới chết có 8 mạng thôi mà, đâu có gì đâu thua. Cái nhà thành cái sân bay. Chính vì nhờ tích thường đèn trước, đồng đội của Lady Bee sẽ giành chiến thắng vượt ngoại ngục. Thắng kìa, thằng Tắng kìa. Thằng Tắng chết mày rồi con. Thôi về, đánh rồi chi, cái trâu cái mẹ. Ơi, nó quay lại kìa, Lady Bee, nó quay lại kìa. Con đẹp đánh nó trâu quá. Ơi, nó bị kéo lại. Chết mẹ, lần này sao mày chết, lần này sao mày còn sống được, mày chết chắc rồi. Nó thác mẹ rồi. Violet đi gần hả, Violet đi gần làm sao solo lại sát thủ. Gặp có thằng tem tao nữa, 2-1 nha. Sao thằng bồ mày đứng yên vậy? Ê, cứu cho. Này thì 2-1, 3-1 nè con. Thằng bồ chơi vậy luôn. Mối thù thâm sâu giữa tao với Violet. Lần này ta sẽ qua cướp gần thằng Violet cho bằng được. Thấy chưa, ta cướp được bồ đỏ của nó rồi đó. Mày sỉ nhục tao ở đây, mày sỉ nhục ở đây. Mày thì sỉ nhục tao nữa đi. Lần này ta gặp lại mày để coi mày chạy đi đâu nha con. Ủa sao nói nó chạy giờ mình chạy vậy ta? Có ông Violet xuất hiện nên tao chạy thôi. Bây giờ tao đợi thời cơ nè ông Violet. Tao bắt lẻ tao đập chết Violet nè con. Thôi dẹp mấy cái thời cơ của mày đi mày ơi. Mày coi tao đợi thời cơ nè con. Mày xạo á. Thấy chưa? Double kill đó. Ghê không? Tao lại thời cơ là hơi bị chùm á. Này nè, thời cơ tới nữa nè. Double kill tiếp nè. Tao thấy Violet nó double kill chứ không phải mày đâu đi TV ơi. Rồi đánh vậy có thắng nổi không? Sao không thắng được chứ sao không thắng? Đánh 5-5 bình thường thắng Thằng quần kia nó AFK nó đứng yên kìa sao thắng, 4-5 sao thắng. Ô mẹ ơi. Nhưng chính vì giờ sự cố gắng nhìn tình đèn kết của đồng đội, Lấy TV đi bắt lẻ, đi đập chủ lén. Cuối cùng đội bên kia buộc phải đầu hàng với trận đấu 4-5. Ta rút kinh nghiệm trận trước. Trận này ta sẽ không ra gần đối phương. Tao chỉ ở trong gần của mình thôi. Thấy chưa, vừa nói là phết lớn thấy chưa. Tao chỉ công gần tao thôi cho nó an toàn. Tao không có qua bên kia. Sau khi tiếng cười vang dội thì Lê TV lại tiếp tục lên bảng điểm số. Tao giờ đi qua gần đối phương rồi. Không an toàn, gần này qua gần này cho nó an toàn. Thấy không, vừa nói xong rồi thì giết được mạng nữa không á. Này thì an toàn. Tao qua gần nào bị chết vậy. Đừng bỏ, không có ai hết. Tao đập chủ lén, không có thằng nào dưới đây hết. Này thì đập chủ lén, thằng kia nó xuất hiện kìa. Tao không sao, nó ít máu hơn tao. Vậy là tao sẽ bắt nó, tao giết nó cho mày coi nè. Bắt lẻ. Này thì bắt lẻ, thằng nào bị bắt lẻ? Nó bị bắt lẻ chứ ai, thằng đồng đội nó xuất hiện kìa. Lần này là mày tiêu rồi. Thằng nào chết? Boss không có ai hết, tao sẽ đập cái trụ này, tao sẽ ăn được cái trụ này. Thằng AD nó xuống cái dép kìa, làm sao mày ăn cái trụ này? Không ăn được cái trụ này, tao sẽ ăn mạng thằng AD, nhìn tới đâu mày? Ở trong trụ mày làm sao mày ăn mạng nó? Tao canh nó, nhìn là con tóc biến, chết mỡ mày gò. Trời, nó không có tóc biến mà. Còn đúng một hít luôn chứ. Thì không ăn mạng được thì tao ăn trụ. Sao nãy nói không ăn trụ được ăn mạng mà? Có gì đâu, ăn được cái trụ rồi. Chết mày rồi AD, lần này để tao gặp lại mày là mày không có còn hên như lần trước đâu nha con. Để coi ai có thể giúp được mày nha con.
còn đúng một hiếp luôn chứ. Đánh ngu vậy nắm thắng nổi không? Không sao, miễn là đồng đội có tinh thần đoàn kết giống như mấy trận trước là thắng. Cái team mình nó đầu hàng kìa chứ ở đó đoàn kết. Đầu hàng? Ủa đầu hàng là không có đoàn kết hả? Ừ mày coi lại coi nó chửi nhau thì xèo kìa. Đoàn kết con khỉ. Ủa mày làm cái clip mua vô ma này lâu lên TV? Lâu sao mày, mày biết quay báo giật khó lắm không? Mày có một vé mà chúng tôi mới quay mấy tháng trời mới mua được đó. Ủa mày cày chi tao mệt vậy, sao mày không mua mẹ nó cái hạt luôn đi? À, vậy mà cày mấy tháng trời luôn chứ. Rồi bây giờ tao sẽ mua một hạt để vô test chơi. À tao có thể Mobi, nạp Mobi đi. À Mobi hả? Tao sẽ nạp Viettel. Thằng điên. Ủa tao có lẽ Viettel, mày có lẽ Mobi kệ mày chứ. Ừ, mày ngồi đó mày nạp cho lẹ đi con, tao nhìn thấy số tao nạp trước mày nè con. Tao nạp hơi bị nhanh á. Mày hả, tao nhấp một cái một là xong liền. Mày khỏi có nạp với tao, khỏi ăn cắp thẻ của tao. Xong rồi nè mày. Mày nạp thẻ 100 ngàn mua hạt gì đây? À, có 100 ngàn phải mua cái hạt nào phù hợp với túi tiền của mình chứ. Tao sẽ mua hạt 300 ngàn. Hạt có vô mà. Ừ, phù hợp với túi tiền mà có 100 ngàn mà mua hạt 300 ngàn thằng điên. Ê mày ơi, khoan mua lên tụi bay. Ê lên tụi bay. À, tao đang khoái vô mà. Ê, mày mới cày vô mà rồi mà mua hạt vô mà nữa chi mày điên hả? Ờ, tao cày bữa giờ rồi cho có vô ma rồi trong hạt vô ma chi mày. Bị bi sai chi, tranh gần kìa mày nhắm mày thắng nổi không? Làm gì không thắng nổi, hai gần có khi là lợi chứ không phải hại đâu. Hai thằng giúp đỡ lẫn nhau, gắn mỗi đứa một len lỡ thắng sao biết được. Cầu mong là trận này sẽ thuận lợi. TV Sachi ao game mẹ ơi, bận quay phim thấy gì vậy? Yeah, TV Sachi kết nối lại rồi, có khả năng thắng rồi. TV Sachi fit Triệu Dân Xanh Lè luôn đi TV ơi. Triệu Dân Xanh Lè sao thắng? Tao nghĩ TV Sachi cần sự giúp đỡ, sau khi tăng con số này tao sẽ lên giúp TV Sachi giữ cái trụ. Một mà lên TV ơi. Cố lên, Triệu Dân chưa xanh lắm đâu. Chuyện thiết mẹ à lên TV ơi. Chuyện thiết cái bộ anh sợ hả? Tao chạy lên tao đép tết nè. Cố lên anh em ơi, tôi thấy chưa, theo tính toán của tao là tao biết chắc chắn nó sẽ chạy mà. Tao là vô ma mà. Vị tướng mua bằng đá quý. Mày chạy nó đập sắp mặt lời. Tinh thần liên kết của đồng đội. Lên TV cố gắng bao nhiêu trụ. Bắt lẻ. Ủa trực phạt ăn mạng luôn. Pha highlight hay đó lên TV. Ừ, pha này highlight hay nè. Tao sẽ cố gắng bắt Kung Fu Panda đi. Pha hai lại trọn vẹn. Kung Fu Panda ơi, tao tới đây nhé. Yeah, tao bắt được nó rồi. Mày xạo tao anh lại. Nó chạy mẹ rồi Lady TV ơi. Cuối cùng cũng chấm dứt được Triệu Dân. Team Lady TV giành thắng lợi ngoạn mục. Các bạn hãy tiếp tục xem hết clip. Có nhiều pha vui đang đợi chờ đợi phía trước. Chết mày nè con. Ôi lắc luôn. Ê, làng Lý Xin, thằng Lý Xin. Tao đang canh thằng Lý Xin. Để tập trung. Ôi, ok tao sẽ im lặng cho mày tập trung. Im đi cho em tập trung. Ủa mày kêu mày im lặng mà sao mày nói nhiều vậy tay? Im lặng coi. Phóng ra. Yeah. Tóp mày trụ tóp mày. Trời ơi, hồi nãy bị lắc. Giờ tao lên tao giết nó cho mày coi. Mày xạo hả? Chạy. Nó làm thấy mợ mày nè con, bắt nó hả? Bắt tao nè cu. Thấy mẹ mày còn lên TV. Nó chuẩn bị nước tới, nước tới, nhìn đây nè. Mày xạo hả, tao biết rồi nha. Rồi xong luôn, ăn hành cho con. Sao thấy mẹ được á. Tao vòng qua kia giết bức phơ lai. Tao kiếm ra mày tập chết mỡ mày đã to. Mày giết nó hay nó giết mày? À, chạy. Làm sao mà mày giết tao được? Đứng đó làm gì vậy TV? Ờ, tao đứng tao chập quê gần. Cái đây khu. Chết mỏ mày là con. Làm sao mà chết được, tao giết cái luôn nữa. Yeah, baby. Làm sao mà chết được hả con? Tập trung như nhìn tao giết thằng gần nè bạn. Phóng, chuẩn bị. Yeah, quá chuẩn. Ủa mày làm trò gì đi TV, mày không giết đi, mày nhảy ra làm gì đi TV? Tao nhảy ra để tránh trường hợp nó chạy ra. Giờ tao phóng lao vô tao cũng ăn được vậy. Bắn chủ của tìm thằng John nha lên TV, nó tươi hay lắm á. Sợ gì sợ, hay gì hay. Nãy nó hên tôi mày ơi. Ha, bắn chủ giết cái đi, ngộ không. Quá giỏi, ngộ không, quá hay. Ai chưa xem gõ pha gì còn có thể tua ngược lại để xem.
Thằng Giòn đánh hay quá, một xíu tao phải ra kết bạn với thằng Giòn mới được. Trời, kêu kết bạn với người ta mà giết người ta luôn kìa. Gì đâu, kết giết à. Ờ thì giết có mạng thôi, làm gì ghê hả, xíu ra kết bạn nói chuyện vui. Nãy tao giết bạn thì nọ. Ôi sao mày phóng nó đi, mày ngu vậy? Tao ngu, tao đợi nó ăn con rồng nè. Tao canh thằng Giòn ở trên đây nè. Bạn thân của tôi. Hello. Bụm dính liền. Chứ là kết bạn chơi cho do đó mà chịu kết bạn với mày tao con mày á. Yeah, được hai con. Ủa con tướng mắt nhất của mày là gì vậy Lê TV? Con tướng mắt nhất của tao là Ngộ Không, tao sẽ chọn Ngộ Không. Rồi xong luôn, lo nói nhiều của thằng chọn Ngộ Không rồi kìa. Ủa tự lệ thắng, lệ thắng. Ủa lắc quá mày ơi. Ủa mày làm gì lắc với Lê TV? À tao đang ngồi trong toilet, wifi yếu lắm. Thôi mày đi toilet nhanh đi, lấy TV ra khỏi toilet đi, wifi yếu quá chết bây giờ. Làm gì chết mày ơi, wifi yếu thôi mà làm gì yếu tới mức mà chết. Này thì không yếu tới mức chết. Thằng Ngộ Không nó chửi mày luôn kìa con. Thì chửi ta vấn đề sức khỏe của ta thôi mà. Thằng Ngộ Không này quá đáng lắm luôn á. Tao đi toilet rồi làm gì chửi ta. Người ta ra nó kêu mày nghỉ game đi cho khỏe cả lấy TV. Vấn đề sức khỏe của người ta đi toilet xong người ta khỏe rồi chứ nghỉ game cho khỏe gì. Mày chơi chung với bốn thằng mà hết hai thằng chửi mày ở Lê TV. Không sao, còn hai thằng top. Tao sẽ bắt mối quan hệ đoàn kết với hai thằng top, tao sẽ lên cứu hai thằng top. Đợi tôi tiến công cần hỗ trợ, để tôi. Hai bạn top ơi, đừng kết dạy tôi. Rồi nghe nói hai top chết luôn ở Lê TV. Bây giờ win team ghét mày luôn ở Lê TV ơi. Mấy thằng này quá đáng lắm luôn á. Ở Lê TV thằng Ngộ Không nó kêu đầu hàng cho nó đỡ tốn pin cả Lê TV. Ồ nhiều thằng đúng tàu lao luôn á. Hết pin thì tự nghỉ đi. Mắc mớ gì kêu người ta đầu hàng cho nghỉ để đỡ tốn pin. Nhiều thằng chơi đúng tàu lao luôn mày. Nhiều thằng mắc tàu lao luôn á. Không hiểu sao mà tàu lao được vậy luôn. Ồ đầu hàng ơi, mấy tao gần hết pin rồi mày ơi. Ở đậu mày cũng tàu lao không kém Ngộ Không luôn đi TV. Giỡn thôi, cố gắng lên nè. Tao mới fit cho thằng Manga có một mạng chứ nhiều. Ừ đúng rồi ha, mày fit cho thằng Manga một mạng, bây giờ nó xanh nhất cộng đồng mạng rồi đó. Không sợ nó mày, bây giờ nó xanh nhất tem đi, tao không sợ. Bây giờ tao mua đồ ra nè, tao ra tao cưng tem, tao giết nó nè, tao thắng cho mày coi. Ê! Ủa mày không sợ nó, sao mày chạy vậy Lê TV? Tao liệu thôi, phản xạ tự nhiên thôi. Giờ tao quay lại tao đập nó nè. Ê! Gì truyền thuyết này tao sợ hả? Con vô trụ đập tao nè, trụ bắn thấy mẹ nha. Này thì ngon vô trụ đánh tao điện thoại luôn rồi con. Rồi xong nó đập vô tới nhà luôn, thua chắc chắn rồi nha con. Rồi đồng đội đầu hàng. Dù cho đồng đội đầu hàng, nhưng Lê TV nói tao sẽ không bỏ cuộc. Và anh ấy cùng với những đồng đội còn lại cố gắng hết sức, dùng chiến thuật bắt lẻ, đập trụ lén. Cuối cùng anh ấy đã thắng ngược vang dội. Nhưng ủa sao thắng ngược rồi đồng đội đang đập trụ, mày đứng yên với Lê TV? Thì thắng ngược rồi, không cần tao lên, đồng đội tao đánh cũng thắng nữa. Đâu cần tao lên. Thôi mày xạo Lê TV ơi, mắc đi tẹt 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 thì nói đại đi, wifi lắc là tao biết rồi. Ở trận đấu hai gần đầu tiên, Lê TV sau khi găng bót hết mana hết máu, Lê TV chạy nhanh về phía bụi đỏ. Trước mặt là đồng đội đang ăn bùi đỏ của mình, Lê TV giả vờ biến về để hồi máu. Nhưng bất ngờ anh ấy trừng phạt. Anh ấy cho đồng đội mình bằng cách giả bộ biến về thêm một lần nữa. Không dừng lại ở đó, anh ấy núp trong bụi chuối, quan sát bùa xanh. Thấy đủ thời cơ, anh ấy hồi máu, chạy lại. Subscribe for the fucker. Đồng đội anh ấy chỉ biết câm nín. Ha ha ha, nó kêu là lên, ha ha, mất hai lá bùa. Lên. Sau khi cho đồng đội của mình ở trận đấu trước, Lê TV tiếp tục đánh thêm một trận nữa. Và lần này Lê TV lại tiếp tục bị tranh rừng. Tổng cộng hai trận là bốn thằng rừng đang ăn bùi đỏ. Lê TV nhìn trên bản đồ thấy Triệu Dân đang lén gán chạy lại. Anh ấy vội kéo bùi đỏ. Anh ấy cố gắng đánh nhanh hết sức. Có kịp không đây? Thế là mất lá bùi đỏ một cách lẻn xẹt. Với cái tôi của Lê TV, anh ấy không bao giờ chịu khuất phục. Anh ấy quyết định, anh ấy quyết tâm và anh ấy quyết chinh phục, anh ấy quyết cướp được con bùa xanh. Không dừng lại ở đó, Lê TV tiếp tục trả thù. Anh ấy giả bộ núp trong bụi cỏ như tuyệt chiêu cũ. Thấy quái gừng còn 1000 máu, anh ấy vội nhảy vô. Trừng phạt, kịp không đi. Và sau khi bị đồng đội cho anh ngược lại, Lê TV thốt lên một chữ làm tôi nhớ mãi.
Lên. Mày chắc thắng trận này không đi chắc TV. Chứ mày chỉ cần tập trung ăn rồng là mày thắng thôi. Mày hiểu không? Rồng nó cân tiền lại. Vậy bây giờ muốn ăn rồng làm sao Lê TV? Mày mà muốn ăn rồng á là mày phải lấy lệ thế ở trên top. Tại vì con rồng nó đang ở trên top mà. Hiểu không? Mày phải diệt hai top xong mày mới xuống ăn rồng chung với hai top đội mày được. Ok ok, mày nói nhiều quá, làm lẹ đi. Rồi tao đang lên top đây. Nghe nói mày vừa lên top là hai đứa chết luôn Lê TV ơi. À vậy để tụi nó sống lại rồi ăn. Đúng rồi, Lê TV ăn rồng đi, mới vô là 0-2 đó, không ăn rồng là thua Lê TV. Ok mày, dẹp hết top đi ăn rồng anh em ơi, dẹp hết top đi ăn rồng. Rồi, đang chích rồi, tụi nó về hết rồi, chuẩn bị ăn rồng nha anh em. Còn thằng mít lên nè. Kệ, tao sắp ăn được mít rồi, sắp ăn mạng đầu tiên của tao. Mày thấy mà mày. Mày thì ăn mạng đầu tiên. Ủa cái thằng nó đứng xa vậy luôn mà sao nó ăn được hay vậy mày? Thì nó bị rút độc chứ gì. Không sao, chủ yếu là ăn rồng để thắng thôi. Cố lên anh em ơi, thắng là được, không cần ăn nhiều. Rồi xong luôn, tụi nó tới két rồi Lê TV. Rồi về, đừng có ăn. Lần thứ hai ăn rồng là phải ăn được nha anh em. Tập hợp. Hỗ trợ tôi, không có thằng nào trên top hết. Ở đậu tụi nó kéo ra rồng hết cả Lê TV. Về. Mày phá đám tao không cho tao ăn rồng hả mày? Mày nè. Rồi, lên rồng đi Lê TV, ăn nãy giờ chưa xong nữa. Rồi, bây giờ tao lại tao ăn con sói này xong tao lại tao ăn rồng nè. Ăn nãy giờ chưa được, lần này là phải quyết tâm ăn. Rồi mày ăn con sói đang mẹ nó con rồng rồi. Đi ăn cứt mẹ đi. Với khát khao mở gương, quà cao cấp thì nấy dùng hết sự nỗ lực của mình để đánh thêm một trận nữa, quyết thắng để giành thêm hai chiếc chìa khóa để có thể đổi được gương quà cao cấp. Sau khi farm hết rừng thì anh ấy quyết định đi găng. Như các bạn đã thấy, bạn đầu tiên quyết tâm giành được con rồng đầu tiên lại từ vì việc sóc chuột bất tử không không đất một kiêu. Anh thêm một con rồng phát ám, anh ấy coi việc farm rừng như là nghề nghiệp chính của nấy. Anh ấy farm liên tục, farm, trong khi không có cây chuối để khỉ leo thì anh ấy quyết định chui vào bụi chuối. Anh ấy đứng đợi triệu dân đi ngang qua và anh ấy hấp chim triệu dân, quá là đẳng cấp thưa các bạn. Và anh ấy đập, anh ấy trở thành bá đạo. Không dừng lại đó, anh ấy tiếp tục găng bức tử không không lại một lần nữa nằm xuống. Quá siêng năng cướp rừng và farm rừng, anh ấy là một con khỉ yêu nghề thưa các bạn. Farm rất nhiều nên anh ấy không quên combat cùng team. Và khi kết thúc combat, anh ấy lại tiếp tục đi farm thưa các bạn. Đúng là một con khỉ yêu nghề đó mà. Quan sát. Anh ấy tưởng mình là tăng, anh ấy nhào vô đội hình đối phương. Anh ấy như một vị thần. Kết thúc anh ấy mém chết như một thằng đựng. Trong lúc hai team đang combat thì Lê TV tàn hình lẻn vào phía sau bắt AD sóc chuột bức tử không không lần thứ ba lên dĩa. Lê TV băng trụ để giết bức tử. Sau khi giết triệu dân dầm trụ siêu cấp, Lê TV phát hiện Lò Văn Quân đang đập trụ lén. Lê TV tàn hình và lén phét vòng qua sau lưng Lò Văn Quân. Lò Văn Quân chạy sức quân siêu việt. ATV tiếp tục KS và KS. Chú khỉ yêu nghề farm như một thằng điên, không bao giờ dừng lại. Tiếp tục farm. Ăn rồng. Và cướp rồng hả mày? Anh ấy đã trở thành truyền thuyết. Anh ấy tiếp tục ăn rồng. Anh ấy lại phát hiện ra Lò Văn Quân. Lần này anh ấy ngủ thêm du ca để đập chủ lẹt. Lê TV lại tiếp tục lấy gán tàn hình. Huyền thoại. Anh ấy không bao giờ ngừng farm. Một con khỉ yêu nghề mà. Farm xong, anh ấy lại tiếp tục đập trụ của mình đội. Nhưng lần này anh ấy phát hiện ra một điều gì đó. Anh ấy biến về. Lò Văn Quân và Luca không bao giờ bỏ cuộc thưa các bạn. Hello, subscribe motherfucker. Lò Văn Quân lại sắp mặt. Là bằng khát khao kiếm được 10 chiếc chìa khóa để đổi quà, Lê TV chiến thắng thật là ngoạn ngục. Bằng khát vọng có đủ 10 chiếc chìa khóa, Lê TV đã chiến thắng vang dội. Lần này anh ấy đã đủ 10 chiếc chìa khóa. Tao cố gắng lắm luôn để được 10 cái chìa khóa rồi đó. Bây giờ mở gương thôi.
vé được hai con tướng trình diện. Mày có thấy chữ thử không Lê TV? Là được dùng thử thôi. Đâu, công tình bây giờ đánh luôn á. Không sao, mày còn một cái quà cao cấp mà Lê TV. Tao còn một món quà cao cấp. Mày thấy chữ cao cấp là mày thấy không phải thấp, không phải trung mà là cao cấp nha. Cao cấp đó. Quà cao cấp là quà dữ không á. Sau khi gian nan đánh cả chục trận, Lê TV kiếm được 10 chiếc chìa khóa và anh ấy mở ra được hai vị tướng thử. Anh ấy rất buồn, nhưng không sao, lần này anh ấy thử mở quà cao cấp để bù lại 10 chiếc chìa khóa đã mất. Mở được gì đây? Con này tao có rồi mà, thử làm mẹ gì nữa. Hiện tại thì mình có rất nhiều tờ tiền ở đây. Lo đánh đi Lê TV. Gã hang rồng phụ bộ kìa. Để tao đánh xong con này lấy 70 vàng rồi lên phụ bộ sao? Tăng con này lấy 70 vàng thôi, gần xong rồi, cố lên. Ăn, gần rồi, còn 1000 máu. 900, 300, 200, 1 á. Này thì ngu được 28 vàng bị két rồi nha. Tiểu mà ăn được thôi, giờ tao lên để phụ bộ tao kiếm tiền thêm nè. Bộ chết mỏ nó hết rồi đợi mày. Đúng là một thằng nó. Thì nớp tao gồ lắm mới chứ nớp gì. Thích mày giết được thằng Manh Gà, tao cho mày gấp đôi số tiền mày đang có. Ok chê mày. Bây giờ tao cố gắng tao giết thằng Manga này, tao sẽ lấy gấp đôi số tiền này. Mày đặt cá với tao hả con? Bây giờ tao lần một thất bại, bây giờ tao sẽ vòng qua sau lưng để tao giết thằng Manga này, để tao lấy gấp đôi số tiền này. Ê, Năm thấy tao, nó đi luôn rồi. Trời ơi, chịu đựng đi luôn rồi, tao lấy tao tốn tiền đưa cho mày sao? Chịu đựng nó quay ngược lại kìa. Đã tốn tiền. Vậy như là hứa mình đã hứa trước đó, mình sẽ nạp cạc vô và mua một cạc thật là gồ để test cho các bạn xem làm một clip thật là hài. Đây mình kiếm một cái shop thật là uy tín để đầu tư tiền vô. Sau đó sẽ mua một hạt có hai vị tướng kho báu. Hai con tướng báu vật tiếp theo là gì đây? Các bạn hãy xem những điều thú vị tiếp theo. Thằng top đi theo nó phụ tao gần kìa, nó phụ gần tao á. Nó đứng yên, nó có phụ mày đâu. Thì thôi, tao tự ăn, làm như tao ăn được kìa, đâu phải liên minh đâu. Lần này phụ tao top ơi. Thằng top xuống. Thằng top nó xuống rồi, cứu tao. Lần này nó không đứng yên, nó cứu tao rồi. Lần này nó cũng đứng yên chứ nó có phụ mày đâu. Mới đầu trận cơ mà, chưa gì mà phải sẵn lên đó. Thì cố gắng à. Cứu bồ đi Tommy. Sao đem cứu đây, đem cứu đây. Chết bồ mẹ rồi. Chết bồ rồi. Thua nha con. Mắc gì thua, mới chết bạn đầu mắc gì thua mà đó coi mắc gì. Này thì không thua. Thua mẹ rồi. Với tay gần nát top luôn. Không sao, ta đã thống lĩnh ba quân để giành lên top. Lên top là trở thành bá đạo rồi. Chết trên top luôn. Nhưng mà không sao à. Mất mẹ chậu luôn. Và Niu kết nối lại luôn. Điều bất ngờ xảy ra, và Niu kết nối lại rồi, có cơ hội thắng rồi. Tao đi phạm lính kiếm tiền, tao sẽ giành lại thắng. Tao trận nữa luôn. Tao sẽ không để mất một cái trụ nào nữa. Chết mày nè con, đây là kỹ năng của Omen. Trói nó vô trụ, chết mày rồi, để con mày đập trụ đụng ra, đập nha. Làm sao mà đập trụ của anh được. Mấy con lính đập trụ bể hết rồi. Mẹ mấy con lính này đập hết mẹ tụi mày nè. Mày thì thằng nào thấy mẹ nha con. Hồi nãy mày đi đông đi nha con, bây giờ mày đi lẻ là mày chết với tao Bugatti. Để coi mày chạy kịp không ha, nó chạy rồi. Gặp tao là phải chạy đó. Ủa còn bây giờ thằng nào đang chạy cho Liên TV? Tao là Omen mà có chiêu hai chạy rất là nhanh, tao chạy bỏ xa nó rồi. Bugatti nó kéo cũng xa lắm Liên TV ơi. Bây giờ tao sẽ xuống bot găng Captain America. Ê lộn, bây giờ tao sẽ xuống bot găng Super Woman. Thấy không? Chiến công đầu rồi. Lần này tao tiếp tục găng xích bầu của mình. Rồi vậy được rồi, găng lên khác đi. Găng tiếp chứ, găng nó hoài luôn. Không cho nó sống không dung trên đời. Găng nó hoài cho nó thọt. Thấy không, tao vũ được vô trụ rồi, chết mày rồi. Lần này là mày chết chắc chắc. Ê thì chết chắc còn đúng một giọt. Thôi, bây giờ tao sẽ vô gần farm cho nó chắc cú. Cho nó an toàn, không có xuống boss nữa. Mãn dễ sợ luôn á. Đẩy ra luôn người ta. Đẩy sức của mình luôn kìa. Yeah, đẩy thành công rồi. Một thằng, hai thằng, đẩy hai thằng rồi. Thành công rồi, về trụ núp. Trụ bể mẹ đó rồi, núp gì. Đây là trận chiến của hai sức của mình. Tao sẽ làm trọng tài. Chiến đấu. Đậu trọng tài mà sao đánh luôn đi. Vậy tao thích vậy được không, đẩy nè. Trọng tài đó con. Cố lên, sức của mình màu xanh. Cố lên, yeah. Anh ghen vậy, con nào trọng tài như mày không. Xích bọt được mạng hè. Hiệp 2 của hai xích bộ của mình. Đẩy về. Lần này là bị đẩy y chang lần nãy cho con. Chết chắc rồi nha xích bộ của mình. Đẩy về chi cho chết. Không sao, còn xích bộ của mình bên tao mà như nãy. Mày đi gần hả Lê TV? Tao đi gần. Rồi vô farm gần đi.
Mày thì farm đập cái đầu vô tường. Ông ta đang để ý cái bản đồ, tao không để ý, tao nhìn lên bản đồ nè. Tao đi găng mít. Vừa ra tới là đánh xong luôn. Được rồi, không quan trọng, vô gần farm đi. Thôi thôi, hai thằng top đang đánh nhau, tao lên tao găng top, Ông vô farm gần đi, nãy giờ chưa farm được con gần nào hết kìa. Mày farm gần á thì mày cũng phải đi găng đồng đội, mày kiếm tiền mày găng đội chứ. Bây giờ mày cần găng nè, farm gì mà farm. Tao đánh xong mẹ nó rồi, lấy TV. Không có găng phụ đồng đội được thì bây giờ tao vô trong farm gần. Tao farm gần rồi xíu tao ra tao găng đồng đội, giúp đỡ đồng đội sao cũng được vậy. Thằng ngộ không nó ăn mẹ nó hết gần rồi, khỏi farm mẹ đi, tốn thời gian. Nhỏ dữ trời. Không ăn gần bên mình được, bây giờ tao vô gần đối phương tao cướp, làm gì ghê à. Này thì cướp gần đồng đội mày, nó ăn mẹ nó rồi. Thì không ăn được thôi, có nhiêu tiền đâu. Chanh chanh gì đâu, chứ có bị gì đâu. Này thì không sao hết hả con. Chết mẹ ơi. Thôi về đi, lên TV đừng có lên cao quá, bị găng bây giờ, chết bây giờ. Tao phải lên phụ thằng AD, tao phải lên cao chứ. Này thì phụ thằng AD, thằng John nó bắn anh Ti một phát một. Một phát một thì sao, mất con xíu máu làm ghê vậy. Thằng John nó cứ giết được tao đâu, anh Ti nó mất con xíu máu mà ba ơi, làm gì giết được tao vậy. Này thì không giết được mày. Thằng Triệu Dân nó giết tao chứ đâu phải thằng John. Này thì không phải thằng John hả con, kêu về nãy giờ không nghe, ngu ngu. Đang ôm trụ mít đi lên top làm. Ủa, gì mày đi mít là mày ôm mít hoài hả? Mày lên top con bồ nó chết trên kìa, phải lên cứu nó chứ. Giúp đồ giúp mồ cứu bồ. Nó chết rồi, mày lo mày còn chưa xong kìa, tóc biến. Thôi, giờ cho quay lại để cứu AD. AD chết luôn rồi, do mày đó. Cứu cứu gì, cứu như xịt ghê, cứu gì. Tao đang ôm chỗ mít, tao thấy đồng đội tao lên tao cứu. Cứu không được thôi, đâu phải trách nhiệm của tao đâu. Đồ, tao đi mít mà, trách nhiệm của tao là đi mít chứ không phải là cứu. Vì cứu không được, tao đã cố gắng hết sức rồi. Có gì đâu phải lỗi tao, đúng không? Tao về tao ôm chỗ mít. Tao à, bảo vệ trụ mít. Cứu ai cứu gì. Trụ mít bể mẹ đó rồi. Farm gần cũng được vậy, đâu cần ra mít chi, lên cao cho chết nữa. Này thì ăn bị thằng Banda nó kẹt. Ừ thì thằng Banda nó ăn gần cỡ nó. Có tao cũng được 27 vàng vậy. Ôi. Thì thằng Phoenix nó vô gần nó giết mày kìa. Đẩy ra. Yeah. Con này tính ra của mày bộ. Đẩy ra cái sống liền. Quá hay. Lo cười bút pha lai nó giết mẹ đó rồi. Mày bút pha lai hả? Mày làm gì? Mày giết bồ tao không? Làm sao mày giết bồ tao được? Rồi rồi, lần này chạy như thú nha con, chết nó rồi. Siêu diệt nha con. Tao mẹ nãy giờ cũng ăn được mạng rồi. Chết. Chết. Mạng thứ hai, chuẩn bị cả tem băng trụ để tao ăn mạng. Yeah. Chuẩn bị phóng chim dính à. Canh à. Phóng. Chết. Bút pha lai nó giết mày chết nha con. Chết gì chết mày, bút pha lai có thấy tao đâu. Đâu thấy tao đâu. Mày cũng đâu thấy ngộ không tàn hình đâu. Này thì băng trụ. Này thì băng trụ một mạng. Này thì băng trụ hai mạng. Này thì băng trụ á con. À cuối cùng tao cũng được đứng bao kêu rồi, về trụ vậy. Này thì về trụ. Đừng có băng trụ nha Lê TV, chứ không để chết giống hai thằng kia đó. Ừ mày làm như tao ngu lắm vậy. Tao có băng trụ đâu, bây giờ tao về. Ơi thằng AD, AD AFK. AFK mở được đứng bao kêu không mày? Đây sẽ là cái chiến công đầu tiên của tao. Đẩy về. Thấy mệt rồi tao sẽ quyết tâm giành chiến công đầu. Thả chim. Ba thằng kia làm như vậy giúp tao chiến công đầu coi. Để hồi chiêu lại hả? Chuẩn bị nha. Chiến công đầu. Tao phải quyết tâm giành được chiến công đẻ. Nó băng trụ cho tao chiến công đầu nè. Đồng đội quá tốt. Thả chim. Chiến công đầu. Chiến công đầu băng trụ. Rồi chết mày rồi con. Ba thằng ép trụ chiến công đầu rồi. Yeah. Này thì đồng đội tốt. Tuy cái thằng này á, nó giành chiến công đầu của tao, nhưng thật ra nó cũng là một đồng đội tốt. Ai á, thì gặp mạng cũng ăn thôi, tao không trách nó đâu. Bây giờ tao với nó sẽ cùng đi lên để bảo vệ. Nó đi lên mít bỏ lại một mình mày rồi lên TV ơi. Không sao, tao có thể cân hai được. Nó đi lên mít, có thể là nó đép trụ giùm thôi. Nó lên đó trụ mít cũng bể mẹ rồi. Em bót hai thằng lượn một mình mày được không lên TV? Hên quá, tao vẫn còn sống. Tao sẽ cân hai. Chết mày rồi, một mình tao sẽ cân hai tụi bay. Thằng bồ tao đang trên mít đi về nè, đúng không? Nó vừa đép trụ được xong, dù trụ bể nhưng nó vẫn là đồng đội tốt. Nó quay lại nó giúp tao kìa. Giết nó. Hai tụi mình sẽ cùng nhau hợp tác để giết tụi nó anh em ơi. Giết nó. Này thì đồng đội tốt. Nó đứng yên à má ơi. Chết bây giờ mình cũng lên cao quá. Phải bảo vệ Joker chứ, Joker nó chưa về nè. Bảo vệ Joker. Ê ngộ không lên kìa, ngộ không lên kìa. Vậy gì lên, tiến lên ngộ không á. Ngộ không nó bẻ hướng mẹ nó rồi. Không sao, tao sẽ bảo vệ Joker. Ngộ không kệ mẹ nó. Mày bảo vệ mà mày đẩy sát lại về Ly TV. Lỡ tôi, làm lại nè. Càng ngày càng sát luôn Ly TV ơi. Mày hại người ta hay là mày cứu người ta vậy? Hại gì hại, chuyện nào hại là khi nó chết tao mới hại nó chứ nó có chết đó. Mày hại chết nó luôn rồi Ly TV ơi.
Không sao, cái chết của Joker sẽ có giá trị hơn. Tiến lên, Ngộ Không quay lại rồi kìa, tiến lên. Ngộ Không chết luôn rồi, Lý TV ơi. Ngộ Không chết mà tao chưa có chết. Ai chết luôn rồi, Lý TV ơi. Lần này tao đâu có đẩy hụt đâu, tao đẩy nó ngược về. Mày dám giết Joker của tao hồi nãy mày, cả tem tiến lên. Cả tem chết luôn, Lý TV ơi. Lý TV đừng có lên cao quá. Ủa, lần nào lên cao cũng chết à? Thấy vua thằng John nó MP chúng mày kìa. Hồi nãy thằng John nó MP chúng ta, nó hên nó ăn mạng tao rồi. Ngon ăn mạng cái nữa nè. Linh quá Lý TV ơi, chị Linh xuất hiện y chang kịch bản cũ luôn Lý TV ơi. Làm gì trùng hợp tới vậy? Thấy không, lần này tao thoát chết thấy không á. Tao thoát chết rồi, không có như kịch bản lần trước. Ở đủ lần này giết được lại chịu dân luôn, một pha ao lay quá đẳng cấp. Ủa, lần này tao giết được nó luôn, lần trước tao chết, lần này tao giết được nó luôn. Y chang nãy luôn. Hai mươi tám nghìn tám trăm với những sự cố gắng tiến tới cửa hàng mua Joker. Anh em cứ lời đề, hôm nay mình sẽ mua Joker giá 28.000 hơn. Làm cái clip này rất là chua, rất là tốn công. Anh em thấy sao không clip được bỏ qua dây nào hết. Cái gì của đây là làm clip mua Joker hả? Ừ, mua Joker. Ráng nát chữ đầu như qua, cho nó hên, đầu xuôi đuôi lọt. Ừ, ráng nát chứ. Ngồi cái bên tao hên lắm, tao buồn khổ cho mày. Ok, có khả năng thắng cao, nhưng mà trừ khi sao? Có một thằng AFK 4.5 thua. Nó thoát kìa mọi người. Chơi ai biết trận trước hồi nãy là chơi AFK. Tạm thời bỏ qua đi. Tám ca nào? Tổ thằng Gió, thằng AD, nó AFK. Theo quay TV đi rồi nha anh em. Tình hình sao rồi TV? Tình hình á, có một tin vui, một tin buồn. Mày nghe tin nào trước? Có tin vui trước đi. Tin vui hả? Trận này không có nào AFK hết á. Cái rồi, ủa ừ. Tin buồn. Tin buồn là gặp Tép Tròn. Hai thằng đi đường trên, hai thằng đi đường dưới. Không có nào đi mít chơi á. Dạ, tính sao? Không sao, tao sẽ vừa đi gần, vừa gặp mít, bảo vệ trụ mít. Ủa nó AFK rồi, ai bảo vệ trụ mít? Sao tao vừa đi gần, lâu lâu tao ra bảo vệ trụ. Bởi mạng chủ biết rồi. Không sao, tao sẽ phụ tem ăn gồng để có tình. Bộ Nguyễn Nam phụ luôn rồi. Mày khỏi tụi vô ăn. Không sao nè, đặt tim cho anh vui vui. Nhưng mà dù gì tụi mình cũng thắng rồi nè. Phong, dính đi. Ôi, bên thân mày ơi. Bên hả? Có tao mày, phong. Dính. Ôi, mày bên lần 2 đó mày ơi. Mày thách mày phóng được lần 3 mày ăn nè. Ok, tao sẽ giết Violet trong rồi. Violet trước mặt tao nè. Chuẩn bị nè, phong. Trời ơi, có giết được nó đâu. Anh có hai lần con. Anh chính là thằng giết luôn rồi. Đúng rồi đẹp. Nhưng mà không sao, dù gì thì cũng thắng được, có bị gì đâu. Kết thúc nhiều trận đấu, thì lên TV từ 20.000 vàng đã lên được 21.000 vàng rồi anh em ơi. Còn chiến thắng nhiều trận đấu nữa thì lên TV sẽ mua được Joker. Đây là trận đấu kế tiếp của lên TV. Bây giờ quyết định của mày là phóng hay không phóng? Quyết định phóng. Dính. Đu. Quyết định quá chính xác. Bây giờ chiến thuật tiếp theo của mày là quyết định như thế nào? Ít máu thì tất nhiên là phải quyết định đi về bơm máu rồi. Ở lại kia mày. Không mà trước khi đi về tao lại tao ăn cái con mùi đỏ. Cướp mùi đỏ nó vương cái đã. Cướp được không? Đúng, quyết định quá đúng đắn. Mày nằm kế bên con mùi đỏ đi. Khi mày chết thì con AD cũng quyết định đi chơi mày luôn. Ở lại bò chủ kìa. Mới chút xíu mà sao nó ngu quá vậy mày? Không biết gì hả kìa. Định quá đúng đắn. Sao cái chết của tao đúng kinh nghiệm rồi đó. Quá đúng đắn. Không có thấy nó đi bộ mà. Đúng rồi, quyết định về đúng đắn rồi. Trước mặt nó có ghiếc kìa, lỡ nó thích biến về con ghiếc bắn nó một cái nó cũng đâu có biến gì được. Chưa kể lỡ một ai đời nó quay lại nó bắn bướm như người nó chết sao. Đi bộ về là quá đúng đắn. Bắn đi lên đi, bắn đi lên đi. Tôi đi bắn nó chứ mày, dính rồi rồi chắc rồi, kìa mày ăn rồi. Đúng rồi, ăn chứ mày. Ta cấp 6 nó cấp 5 đã về là ăn nó chắc rồi. Mày solo là mày ăn nó rồi. Ừ, thua chơi mày, đừng chạy mày nhóc. Ừ, đứng lại. Hello. Chạy. Còn sao vậy, sao không? Hát chắc rồi, còn đúng một giọt. Hay quá nè, mà dưới đường gần nó vô rồi. Hay quá, bây giờ làm gì tiếp theo? Dưới đường gần nó, tất nhiên ta cướp hết gần nó. Có tiền mua đồ rồi, bây giờ tao mua đồ. Ông ta hết gần nó. Lời. Chạy 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 thôi trời, chắc xui mày ơi, ba tụi nó dính lại cái hang động rồi. Trời hên quá mày ơi. Ừ, hên được ơi, hên về. Bọn lực liên tục tổ chức tuần họp tấn công vào nhà chính của Lê Đê Vy. Lê Đê Vy, bên mày còn có hai cái trụ rồi, vậy còn bên bên bạn còn bao nhiêu cái trụ vậy hả? Yên mày 8 cái. Trận này xác định rồi nha con. Ê, đây mày đẩy đến xong thì vô đường phát nha Lê Đê Vy. Đúng rồi, vô đường phát với mày để có tiền mua đồ. Đội lực, để tiếp luôn cái rừng. Lê Đê Vy, sao mày không đi chung với bộ mày đi? Đi lẻ như vậy thì bị bắt lẻ. Có chứ, tao đi chị Hưng nè. Ủa gọi đâu? Tao kế bên tao đó. Bên đội của Lê Đê Vy ra sức cố thủ. Sau khi phòng thủ xong thì Lê Đê Vy đã cố gắng vào đường farm và bắt lẻ. Không bị bắt lẻ gì hả Lê Đê Vy? Sao mày tiếp tục farm đi? Không phải bắt lẻ, tao đang bảo vệ. Bảo vệ ai? Chị Hưng đó. Chị Hưng đâu?
tấn công bất lẽ xuất hiện. Lê TV quá sạch rồi em ơi. Nhưng tim bạn vẫn còn mạnh hơn với lối đánh bao chủ lẽ. Liên tục câu 2, Lê TV lại siêu việt và cuối cùng trận đấu đã chiến thắng được mạng 1 một cách thành công. Ôi quay được skill, được test skill luôn hả Lê TV? Ừ. Hiệu đại mới cầu lắm, bóng người 2 phát chết liền luôn đó. Tao, tao không chết rồi của tao, tao chết rồi cho mũi. Hất cái lần trưởng kêu quy, chết liền, ở đây nghe không? Ồ, hay quá. Ủa, đúng rồi, hồi sinh. Thì bây giờ hồi sinh lúc sau hết, bây giờ mình chơi y chang lại bật combo đó, đó là thắng thắng hả? Đúng rồi, ý hay, kỹ năng mà. Tao canh mẹ tao hất nè, hất. Ô, hay hay, trưởng em cái này. Ờ, chết chết luôn. Chết chết luôn. Ê, bắt lượm như Lê TV, giết thằng AD mà kìa. Hất á. Nó nhặt cái này phải nói với theo với nhau. Đúng rồi, với theo. Hỗ trợ chị Dương, với theo. Chị Dương, tao đi ra đây, tao hỗ trợ mày ra hiện trường. Gọi người ta. Run. Mình tiếp tục đi gần hết Lê TV. Đúng rồi, chúng ta tấn công kia gần. Bây giờ mục tiêu của ta sẽ lên cái mình đó bằng chiếc công đầu. Nó ăn mẹ nó rồi. Hả không nhau. Nhiệm vụ tiếp theo của tao sẽ đặt ra là tao sẽ bảo vệ nó. Nó ăn chiếc công đầu mà bảo vệ nó cho nó về. Về đi, gần hết máu rồi, về đi em người ta. Em quá thành công. Nhiệm vụ hoàn thành. Tao đã bảo vệ nó được. Cảm biết xong rồi anh em, bây giờ mình sẽ lên top gặp, không có fail như nhiệm vụ nãy nữa. Bây giờ mình sẽ lên giúp top. Lên, ê. Đây, dí lên. Yeah, anh ở đây rồi, xíu việc kia trong nhà người ta. Này thì vô gần người ta. Ê, quay, chơi, tao đi, hạt của mày á. Ok, quay, bây giờ mình đi chung với tao nha, hồi nãy tía nó chẹt mày. Nó đi ghi, đi chung cho nó ăn tại với chiến trận nữa. Đi chung với tao nha. Ừ, ăn tại không? Ăn tại trước, đi chung tao đi, chiến trận nha. Bây giờ muốn ăn tại đúng không? Tao phóng như quy vô cái bụi. Vô bụi. Rồi, đi theo tao. Đúng rồi, tài quá, không có ai hết, thì quá. Có đi tiếp không? Đợi xíu, kêu hỏi đi tiếp chứ. Ăn tại là trên hết, mày đừng có gấp gáp. Gấp gáp quá, không ăn tại đâu. Bây giờ tao phóng như cái bụi. Lên, quay. Tình đi rất nhanh. Ủa chắc mày nãy giờ tôi thấy rụng rụng lời nãy giờ rồi đó quá bà. Rụng lời, nó rụng lời, nó tiến rồi nãy giờ. Nó sao mày không biết sao đâu. Giờ mày cứ nghe tao. Ra lời nghe tao. Cắt. Ok, cắt. Ở dụng lại. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy chưa, thấy chưa. Gần nó nghe. Thấy chưa, nghe. Thấy chưa, cứ nghe tao giết được biết thấy chưa. Thấy chưa, nói mày đòn rừng nó xuống rồi mà. Không sao, giết nó luôn. Chứ anh cường có tao thì giết em, giết em, giết em. Không sao, giết em cường luôn, giết em, giết luôn, giết luôn. Ôi, giết nó rồi bộ xuống giết mình sao? Không sao, bộ nó lần chắc gì có này. Thấy chưa, chừng chân xuống chưa nói rồi bộ nó xuống sao chưa? Không sao, sao, hết máu, cứ chạy về nói gì đâu. Yeah, nó chen lời tao, là anh tài khác chết chưa? Xíu đi chung nữa nha, hấp tay. Sao còn mình tao vậy? Rút kinh nghiệm mà chừng chết, chừng tiếp theo lên TV muốn trở thành một người gần tổ, anh hãy luôn tập trung ăn gồng. Đang đánh mà gọi điện thoại xuống. Tao quên. Đang đánh mà. Đúng rồi, gần đó là phải ăn gồng, giúp đồng đội có tiền. Nhưng ở tình hình hiện tại, ăn gồng thật không phải là một ý đồ hay. Ăn gồng, giúp cho đồng đội có tiền, mắc gì không phải ý đồ hay. Mày nhìn vào cái bản đồ kìa, Lê TV. Có gì đâu, tụi nó đang tấn công, gãy ăn gồng cho nhanh, thì ra phụ bộ, bảo vệ chủ. Này thì ăn gồng cho nhanh. Tao không để ý thời gian gồng nó biến thành gồng bự. Xuống vậy, giờ sao mày? Chết rồi còn sao nữa. Sau khi tập trung ăn chưa xong con rồng, nhà Lê TV từ ba cái trụ trở thành cái chùa bà đanh. Không còn cái trụ nào hết, Lê TV à. Thôi về về không ăn rồng nữa. Nhưng cuối cùng Lê TV vẫn ăn được con rồng. Sau đó Lê TV tấn công mạnh mẽ vào kẻ địch, tiêu diệt hết kẻ địch, tập trung bắt lẻ AD đang chủ lực của đối phương. Giết hết hai con AD nha con. Ê gần kìa Lê TV. Ờ chạy. Mày xạo hả gần. Lê TV quá xanh, đủ khả năng để thắng trận này. Yeah, xanh rồi mày ơi. Tao cưng hết em. Ôm tay em nằm về hết năm chơi tụi bay. Triệu Dương AFK 4.5 làm sao mà thắng. Nhỏ dữ vậy. Nhưng không sao, với thời gian hạn hẹp, Lê TV cùng ba đồng đội còn lại của mình, bốn người chia nhau bảo trụ, chia nhau ăn gồng. Cuối cùng không thể cản phá, Lê TV lại chiến thắng ngoại ngục. Bất lẽ AD, ăn gồng tinh phong và chiến thắng ngoại ngục với trận đấu 4.5. Sau kết thúc chuỗi trận đấu ngày dài năng động, Lê TV đã được 25.725 vàng. Còn rất là lâu để người xem có thể thấy cảnh người xem rất là mong đợi là cảnh mua soccer 28.800 đồng. Tao không thể để người xem của tao để lâu được. Bây giờ tao quyết định. Mày quyết định cái gì? Thao hết lọc cấp 3 của tao. Để làm gì Lê TV? Để bạn. Cuối cùng Lê TV đã quyết định bán hết lọc cấp 3 của mình để đẩy nhanh clip mua soccer cho anh em xem.
Vậy là chỉ cần vài trận đấu nữa, Lê TV có thể mua được Joker. Và Lê TV cố gắng đánh, đánh trận tiếp theo. Tình hình sao rồi Lê TV? Nhà thành cái sân bay mẹ rồi. Nhưng không sao, Lê TV với tinh thần đoàn kết, cố gắng không ngừng nghỉ. Với đồng đội và Lê TV, Lê TV đã siêu việt, giúp Bất Kiều, bắt lẽ AD. Cuối cùng Lê TV lại chiến thắng ngoại ngục. Tỉnh sao mà đừng chơi chiến thuật gì hả Lê TV? Ta sẽ tiếp tục đi gần, để ăn đồng đội, lấy những ưu thế đầu tiên ở thời gian đầu trận đấu, đẩy nhanh trận đấu để thắng. Thế là Lê TV quyết định đi kiếp gần, vô gần đối phương. Chết mẹ rồi. Chiến công đầu, kế hoạch fail. Nhà Lê TV lại tiếp tục trở thành cái sân bay. Lê TV chỉ có thể đi lén để farm, kiếm tiền. Tự ta đang farm lén, nít trong bụi rậm, không ai biết hết. Hello. Chết mẹ rồi. Nhưng không sao, Lê TV tiếp tục hồi sinh, tiếp tục cùng đồng đội đẩy lén, farm lén, cuối cùng lại sanh trở lại. Mày chưa chiến thuật gì nữa Lê TV? À bây giờ có chiến thuật, một mình tao sẽ đập nhà chính lén. Triệu Dân xuất hiện. Không sao, lần sau tao sẽ ngủ thêm 4 thằng để đập thử lén vụ tao. Thế là 4 thằng chết quen. Nhưng không sao, tiếp tục hồi sinh, đồng đội của Lê TV về tới đường đoàn kết, lại chiến thắng ngoại ngục. Ráng lên Lê TV, còn vài trận nữa là đủ tiền mua Joker rồi. Hồi nãy giờ 2 trận không có suôn sẻ rồi, nhất quá tạm. Trận thứ 3 tao nghĩ sẽ suôn sẻ. Trận thứ 3 lại trở thành cái sân bay. Nhưng không sao, nhờ tinh thần đoàn kết, chiến thắng ngược là nghề của Lê TV. Trận thứ 4 tao nghe thua nữa, lại trở thành cái sân bay. Nhưng lại tiếp tục tập hợp chiến thắng ngược. Cuối cùng đã đủ tiền mua Joker. 28.800 với những sự cố gắng trợ giúp của đồng đội, Lê TV đã thả mạng người xem, tiến tới cửa hàng mua Joker với giá 28.800.